đến xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, không khó để tìm được nhà thầy giáo Thái Bá Đắc. Không chỉ những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục đào tạo toàn tỉnh nói chung, huyện Đô Lương nói riêng, ở đây ai cũng biết đến ông bởi những việc làm theo Bác với niềm say mê mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong ngôi nhà cấp 4 của thầy giáo Thái Bá Đắc, thứ tài sản dễ thấy và nhiều nhất vẫn là sách báo. Những tờ báo dù đã cũ nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Và trong chiếc tủ nhỏ luôn được ông khóa cẩn thận là những tấm ảnh về Bác Hồ được sưu tầm từ nhiều năm nay. Gần 250 bức ảnh về Bác Hồ được chia thành nhiều quyển khác nhau với những chủ đề được sắp xếp một cách khoa học. Đó là Bác Hồ với đền Hùng, Bác Hồ với lực lượng vũ trang, Bác Hồ với quê hương, với các cháu thiếu nhi, Bác Hồ với bạn bè quốc tế. Mỗi bức ảnh ghi lại một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của người, thể hiện công lao, vị thế và tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân, cho quê hương, đất nước. Sưu tầm ảnh đã khó, nhưng ghi lại những mẩu chuyện, những bài viết về Bác kính yêu lại càng khó hơn đối với một người tuổi đã cao, mắt đã kém như thầy giáo Đắc. Biết vậy, nhưng tình yêu dành cho vị cha già của dân tộc đã giúp ông vượt qua tất cả. Tôi chuyên môn là làm cái việc là ghi chép về những cái tác phẩm của Bác Hồ, và đặc biệt những cái bài báo về Bác Hồ, nói chung là về Bác Hồ. Thì vì hai cái lý do chủ yếu. Một là tôi trả cái công lao, đền ơn cái công lao của Bác Hồ đã cho tôi đi học, thì tôi mới có cái hạnh phúc ngày nay. Lý do thứ hai là tôi nghĩ thế này, là để khi tôi nhắm mắt với thầy, thì con chắc nó cũng có tài liệu về Bác Hồ để nó học tập, nó nghiên cứu. Mỗi ngày, thầy giáo Thái Bá Đắc đều dành 4 đến 5 tiếng đồng hồ cầm cụi bên bàn làm việc, ghi chép lại những câu chuyện về Bác mà ông tìm được. Cần mẫn trong từng nét chữ, đến nay ông đã chép tay được gần 350 câu chuyện cùng hàng trăm tác phẩm thơ và những bài viết về Bác Hồ. Tất cả được lưu giữ trong 40 tập được đánh số một cách cẩn thận. Với suy nghĩ để góp một phần nhỏ trong việc giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không có cách nào thiết thực hơn là để thế hệ trẻ có cơ hội được tiếp cận những bức ảnh và câu chuyện về người. Nên thầy giáo Đắc đã cùng với Hội Cựu Giáo chức, Hội Người Cao Tuổi xã thường xuyên dành thời gian đến cấp trường học. Với cán bộ, giáo viên, học sinh trường tiểu học xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, ai cũng thấy quen thuộc, yêu quý và kính trọng thầy giáo già Thái Bá Đắc. Những mẩu chuyện được ghi chép, những hình ảnh về Bác Hồ sưu tầm được, thầy giáo Đắc đều photo tặng lại cho thư viện nhà trường. Ngoài hình ảnh về Bác kính yêu được biết qua sách vở hay những tiết học của cô giáo, thì những mẩu chuyện được ghi chép lại cẩn thận của thầy Đắc luôn đem đến cho các em học sinh những hiểu biết mới và tự hào hơn về Bác kính yêu. Qua những câu chuyện của ông Đắc, thầy Đắc kể cho chúng em nghe, thì em đã rút ra những tấm gương sáng của Bác Hồ, đó là Bác Hồ rất giản dị và không muốn nhiều lợi ích về mình, mà Bác muốn lợi ích của mình là không được trước mắt, mà lợi ích của toàn dân mới là trước mắt ạ. Sau này con hứa sẽ học tập chăm ngoan. Là nói gương của Bác Hồ và trở thành một người có ngoan trò giỏi. Thời gian qua thì thầy Đắc đã tặng cho trường rất là nhiều tư liệu sách quý về Bác Hồ. Thì từ những cái tư liệu đó thì học sinh đã được đọc và học tập rất là nhiều tấm gương sáng của Bác về đức tính giản dị, tinh thần yêu nước,
Và riêng về phần giáo viên thì giáo viên là có nhiều cái tư liệu để mà giúp giáo viên trong công tác giảng dạy của mình. Không chỉ ở các trường học, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể và rất nhiều người dân trong và ngoài xã đã tìm đến với thầy giáo Đắc. Ngoài nguồn tư liệu đã sưu tầm được, thì tình cảm sâu nặng và những câu chuyện trong hai lần được gặp bác đã được ông truyền đạt tận tình với mong muốn ngày càng có nhiều hơn những việc làm theo bác phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Thưa bà đoàn thế này, đối với cụ Thái Bình Đắc, là một nhà giáo dạy văn giỏi, nay về hưu tại địa phương. Mà qua quá trình này bây giờ thì coi như phần là tuổi cao chỉ càng cao. Sau 6 năm đảng nhà nước phát động học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh thì cụ rất say sưa và sưu tầm tất cả các tư liệu đấy. Nhất là có anh thơ kỳ tôi trực tiếp với ông trước đây, cụ được lên bà Khô cho đi học ở Trung Quốc. Thì bây giờ ông cảm nghĩ bây giờ làm thế nào để trả lại cái công ơn của bà, không bao giờ ông quên được. Mà thực tế là chuyện mình ấy, thì bây giờ là có những ông đã rất say sưa sưu tầm tất cả cái tư liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và về địa phương, mọi công việc cùng đều tham gia đầy đủ. Cùng với tài liệu mượn từ bạn bè hay ghi chép lại từ các sách báo, xem trên truyền hình, một nơi thầy giáo Thái Bá Đắc vẫn thường xuyên tìm đến là hiệu sách ở thị trấn Đô Lương. Cảm động trước tình cảm chân thành mà thầy giáo Thái Bá Đắc dành cho bác kính yêu, anh Phạm Ngọc Tú, chủ cửa hàng sách, luôn tạo điều kiện để thầy Đắc được mượn sách về nhà, nghiên cứu và chép lại tư liệu. Cũng chính nhờ đọc, nghiên cứu, ghi lại nên đã giúp thầy giáo Đắc nhớ và học bác được nhiều bài học quý giá trong phong cách làm việc, trách nhiệm, khoa học và có kế hoạch. Những việc cần làm trong tháng được ông ghi lại trên chiếc bảng này và luôn kiên quyết thực hiện theo. Và đặc biệt, từ những câu chuyện cảm động về bác đã giúp ông học tập và làm theo bác Hồ từ những việc làm thường ngày để làm gương cho con cháu và học trò noi theo. Tôi có học tập được 4 điểm về bác Hồ. Cái điểm thứ nhất là tiết kiệm. Thì tôi học ngay từ khi mà tôi mới ra vòng ngay. Hết tiết kiệm bằng những cái nguồn thế này. Một là tiết kiệm trong đồng lương. Hai là tiết kiệm ở trong là tiền miền bụt. Còn một cái điểm thứ hai tôi học được ở bác là tập thể dục đều đặn. Điểm thứ ba là tôi học ở bác là cái kế hoạch làm việc. Điểm thứ tư là tôi học bác cho nên một cái rất là đơn giản. Trong ăn mặc. Đây là lần thứ ba thầy giáo Thái Bá Đắc thăm quê bác ở Kim Liên, Nam Đàn. Dẫu không được nghe bác dặn dò như hai lần được gặp bác, nhưng với ông, về quê bác như chính về lại quê hương mình, cũng xúc động, cũng bồi hồi. Nhớ bác, được thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới bác Hồ kính yêu, báo cáo với bác những việc đã làm được. Ông luôn hứa, noi gương và làm theo bác trong cuộc sống hàng ngày bằng những việc làm thiết thực. Và hơn lúc nào hết, ông lại cần mẫn, tranh thủ để ghi chép thêm những tư liệu về bác tại phòng trưng bày để thực hiện ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình. Đó là thành lập một thư viện sách và tư liệu về bác cho những trẻ em và nhân dân trong xã có điều kiện hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc. Trong khi toàn đảng, toàn quân và toàn dân đang tiếp tục thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được xem những hình ảnh, những tác phẩm được sưu tầm, ghi chép lại của thầy giáo Thái Bá Đắc, mới thấy hết việc làm bình dị nhưng thật cao cả của một người thầy đã lặng lẽ trong nhiều năm qua để có được những tư liệu quý về Bác Hồ cho thế hệ hôm nay và mai sau.